và tép tỏi bóc vỏ vào đáy chai nước. Thành quả sau đó khiến chị em nào cũng muốn làm theo. Quá tuyệt vời chị em ạ. Tỏi là một loại gia vị thường được dùng thêm vào các món ăn bởi hương vị thơm ngon và những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại. Tỏi chứa ít calo, chỉ khoảng 42 calo trong mỗi khẩu phần ăn và nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể như vitamin C, vitamin B6, mangan, selen, kali và canxi. Nếu có thể tự trồng tỏi, bạn sẽ không phải lo về chất hóa học, bảo quản. Phương pháp thỉ canh tỏi siêu đơn giản sau đây sẽ giúp bạn có những nhánh tỏi tươi ăn quanh năm không phải lo đi chợ mua bán. 1. Dùng dao cắt lấy đáy chai nhựa chiều cao khoảng 10cm. Chiếc đáy chai nhỏ này sẽ là nơi chúng ta dùng để thỉ canh tỏi. Bạn có thể chuẩn bị 2 hoặc 3 chiếc đáy chai đơn giản như vậy. 2. Chọn khoảng 3 củ tỏi giống mẩy không bị héo, trầy xước. 3. Bóc vỏ, ngâm tép tỏi trong nước lọc trong khoảng 12 giờ. 4. Sau đó xếp tỏi gọn gàng vào đáy chai đã cắt sẵn. 5. Đổ nước vào xăm xếp mặt tỏi, chừa một chút chốt để ra mầm. 6. Đặt ở nơi thông thoáng và có ánh nắng. Giờ bạn có thể thư thái ngắm những mầm tỏi xanh mướt lớn lên từng ngày. Khi mầm tỏi nhô tương đối cứng cáp, bạn có thể trồng chúng dưới đáp vườn hoặc trồng trong các thùng xốp. Lắp đất kín các tép tỏi, rễ tỏi sẽ phát triển nhanh và mạnh nếu gặp thời tiết ấm áp. Sau từ 2 đến 3 tháng, tỏi sẽ ra hoa. Hoa tỏi mọc thành cụm trên đầu, một trục hình trụ từ thân củ kéo dài ra. Bạn có thể thu hoạch những thân trụ và hoa, được gọi là ngọc tỏi, để chế biến các món xào cực hấp dẫn. Để thu hoạch tỏi đúng thời điểm, bạn hãy quan sát phần lá tỏi. Số lá tỏi mọc quanh thân tương ứng với số tép của củ bên dưới. Khi 1/2 số lá khô héo, có nghĩa tỏi đã sẵn sàng để bạn thu hoạch. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cứ tưởng ăn mít nóng khó tiêu, ai dè sốc khi phát hiện ra công dụng chữa sáu bệnh tuyệt vời này. Tôi ăn mít thay cơm như vậy trong 2 ngày liền, nhưng tuyệt nhiên không thấy bị nóng, bị ngứa, bị nổi mụn nhọt hay khó tiêu gì cả. Đây là chia sẻ của độc giả Hoàng Hải Yến, 35 tuổi ở Bắc Ninh, về món mít ưa thích đang vào mùa. Chị đem điều này hỏi bác sĩ dinh dưỡng thì được biết, mít chỉ nóng đối với những ai có cơ địa thường xuyên bị mụn nhọt, chóp lèo, chỉ khó tiêu với người bị suy nhược cơ thể, sức khỏe yếu kém. Còn lại, với người có thể trạng bình thường thì ăn mít vô tư, bởi mít là loại trái cây giàu năng lượng và rất tốt cho tiêu hóa. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mít là loại trái cây có rất nhiều dưỡng chất thiết yếu như kali, vitamin A, vitamin C, cùng những khoáng chất như sắt, magie, đồng, kali và chất xơ và nhiều chất chống ung thư. Do vậy, ăn mít rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người đã có quan niệm sai lầm về loại quả bổ dưỡng tuyệt vời này. Những quan niệm sai lầm về việc ăn mít. Ăn mít khó tiêu, không đúng. Vì mít rất hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề đầy bụng, khó tiêu. Nó làm giảm nhiệt và kích thích hoạt động của dạ dày, cải thiện dòng chảy của dịch tiêu hóa, giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Trong mít có chứa rất nhiều vitamin C và chất xơ có lợi cho tiêu hóa. Chất xơ có trong quả mít được tiêu hóa rất nhanh, cho phép điều chỉnh hoạt động tiêu hóa của ruột. Nó giúp thúc đẩy quá trình loại bỏ chất thải từ thức ăn ra khỏi cơ thể chúng ta. Vì chất lượng chất xơ cao, mít là loại trái cây tuyệt vời có thể giúp bạn giảm thiểu và phòng ngừa bệnh táo bón. Ăn mít sẽ khiến bị tăng cân, không đúng. Ngược lại, ăn mít còn giúp bạn giảm cân rất hiệu quả nếu biết sử dụng đúng cách và hợp lý. Quả mít rất giàu vitamin C, chất xơ, kết hợp với protein làm cho chất béo bị đốt cháy hiệu quả và làm giảm trọng lượng cho cơ thể. Bản thân mít không có chất béo, có chứa rất nhiều chất xơ, cho nên sau khi ăn sẽ chiếm rất nhiều không gian dạ dày, làm cho ta dễ có cảm giác no. Theo đó, khống chế được lượng ăn vào, tránh được tình trạng béo phì do ăn uống nhiều. Mít sẽ làm bạn tăng cân chỉ khi bạn ăn quá nhiều. Nếu ăn với liều lượng hợp lý, mít hoàn toàn có thể giúp bạn giảm cân và tốt cho sức khỏe. Ăn mít nhiều gây nóng, sinh ra ngứa ngáy, chốc lửa, mụn nhọt, không đúng. Theo chuyên gia dinh dưỡng,
Bất cứ loại quả chín nào cũng là nguồn cung cấp vitamin và muối khoáng quan trọng trong chế độ ăn của mỗi người. Vì ăn trực tiếp, không qua nấu nướng, nên quả chín giữ nguyên được hàm lượng vitamin và khoáng chất. Trong muối miết chứa nguồn vitamin C, vitamin A dồi dào, giúp cơ thể tăng sức đề kháng rất tốt, giúp cơ thể chống lại quá trình oxy hóa một cách mạnh mẽ. Nhờ những tác dụng như vậy, nên ăn miết không những không gây mụn nhọt, chốc lửa, mà ngược lại giúp duy trì đủ độ ẩm của làn da, bảo vệ da khỏi bị khô, bệnh vảy nến, mụn trứng cá và nếp nhăn. Tuy nhiên, chỉ có những người hay bị cơ địa mọc mụn nhọt, rôm sảy hay bị chắp lẻ mắt không nên ăn nhiều. Nguyên nhân là bởi hàm lượng đường cao trong quả chín sẽ làm tăng lượng đường trong máu, là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển, nhất là tụ cầu, nguyên nhân gây nên tình trạng mụn nhọt, chốc lửa. Những lợi ích tuyệt vời khác của quả mít: chống lại bệnh ung thư. Mít rất giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, kali, góp phần làm giảm nguy cơ stress có liên quan đến nhiều bệnh ung thư. Đồng thời, một nghiên cứu gần đây cho thấy một hợp chất trong quả mít được gọi là linan và saponin có hiệu quả giúp ngăn ngừa ung thư. Những loại chất dinh dưỡng thực vật có khả năng loại bỏ các gốc tự do gây ung thư ra khỏi cơ thể và làm chậm quá trình thoái hóa của tế bào, nguyên nhân dẫn đến các căn bệnh liên quan đến thoái hóa. Ổn định huyết áp cao. Kali là dưỡng chất đóng vai trò quan trọng cho những hoạt động của hệ thần kinh, có tác dụng làm giảm mức huyết áp. Trong quả mít chứa hàm lượng kali cao, với những người bị tăng huyết áp, quả mít có tác dụng tăng cường khả năng giải độc của gan, xúc tiến quá trình chuyển hóa cholesterol và dự phòng xơ vữa động mạch. Ăn mít thường xuyên là cách để làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Giúp xương chắc khỏe. Các nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng các thành phần trong mít góp phần làm cho xương chắc khỏe. Trong mít chứa rất nhiều magie, một chất dinh dưỡng quan trọng cho việc hấp thụ canxi giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến xương như viêm khớp, loãng xương, ngăn ngừa thiếu máu. Mít được biết đến với tác dụng tăng cường máu, rất tốt vì nó giàu chất sắt. Ngoài ra, quả mít cũng chứa nhiều các dưỡng chất như kali, natri, vitamin C và vitamin A, nên nó có thể làm tăng sự hấp thu và nồng độ oxy trong máu, giảm nguy cơ thiếu máu hiệu quả. Bên cạnh đó, mít còn có tác dụng thúc đẩy hoạt động bình thường của các tế bào hồng cầu trong cơ thể, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim. Cũng giống như hầu hết các loại trái cây và rau củ khác, mít cũng là loại trái cây thân thiện đối với tim mạch vì lượng vitamin B6 cao trong mít có thể làm giảm homocysteine trong máu, yếu tố gây nên bệnh xơ cứng động mạch. Phòng ngừa chứng quáng gà. Mít chứa lượng vitamin A bằng lượng vitamin A của khoảng 1/4 ly cà rốt, nên loại trái cây này có khả năng phòng ngừa các bệnh về mắt như chứng quáng gà. Giữ tuyến giáp luôn khỏe mạnh. Đồng là khoáng chất, giữ vai trò quan trọng trong sự trao đổi chất cho cơ thể, đặc biệt là sự sản sinh và hấp thụ hormone. Ngoài ra, nó còn giúp cho tuyến giáp luôn khỏe mạnh. Mít là nguồn thực phẩm tập hợp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, trong đó có khoáng chất đồng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bạc hồng khi uống sữa, bắt buộc bạn phải nhớ. Bạn bắt buộc phải nhớ những điều dưới đây khi uống sữa để không gây hại cho sức khỏe. Đun sữa bằng lửa nhỏ. Vì muốn tránh sữa trào ra hoặc chát sữa khi đun, nên nhiều người dùng lửa nhỏ để đun sữa. Đun như vậy sẽ làm giảm vitamin trong sữa, giảm giá trị dinh dưỡng. Vì đun sữa bằng lửa nhỏ, thời gian đun kéo dài, chất dinh dưỡng trong sữa càng dễ bị oxy phá hỏa. Cách làm khoa học là đun lửa to, khi sôi, rút lửa ngay. Như vậy, vừa giữ được thành phần của sữa, lại vừa có hiệu quả sát trùng sữa. Khi đun sữa, nếu đồng thời cho đường, nhìn bề ngoài thấy rất hợp vệ sinh, nhưng thật ra là phản khoa học. Vì trong sữa bò và đường có chứa lysine, sẽ có phản ứng khi nhiệt độ cao, sinh ra lysine gốc glucose. Chất này có hại cho cơ thể. Cách làm chính xác là sau khi đun sôi sữa, để còn nóng già mới cho đường. Thực phẩm kỳ ăn chung với sữa. Uống sữa ăn trứng.
Các chuyên gia chỉ ra, uống sữa và ăn trứng vào bữa sáng chỉ cung cấp nhiều chất đạm chứ không đủ năng lượng. Thực tế, qua một đêm ngủ dài, năng lượng đã bị tiêu hao hết. Vì vậy, cơ thể cần một bữa sáng nhiều năng lượng. Khảo sát cho thấy, hiện nay có hơn 9% trẻ em chỉ uống sữa và ăn trứng vào bữa sáng, như thế sẽ bị thiếu chất dinh dưỡng. Uống sữa ăn cháo. Có người cho rằng ăn cháo uống sữa sẽ bổ sung chất dinh dưỡng. Các nhà khoa học khuyến cáo cách ăn uống này không khoa học mà phải dùng riêng từng loại thực phẩm sẽ tốt hơn. Uống sữa pha nước cam hoặc chanh. Một số người khuyên nên cho một ít nước cam hoặc chanh vào sữa, thơm ngon bổ dưỡng hơn. Điều này nghe có vẻ rất tốt, song trên thực tế, nước cam hoặc chanh đều chứa nhiều axit. Axit gặp protein trong sữa sẽ khiến cho protein bị biến tính, làm giảm giá trị dinh dưỡng của protein. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bị những bệnh này, chỉ cần ăn đậu bắp là khỏi. Các bạn hãy lưu lại ngay để có sức khỏe tốt nhất. Ngừa ung thư vú. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Brazil được đăng trên chuyên san Biology Letter cho thấy chất lectin có trong đậu bắp tiêu diệt tới 72% tế bào ung thư vú. Các chuyên gia còn nói rằng lectin nhỡ hạt đậu bắp trì hoãn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư vú tới 63%. Nghiên cứu trước đó của các nhà khoa học Ba Lan và Pháp đăng trên chuyên san Phytotherapy Research cho kết quả lectin trong đậu bắp có tác dụng tiêu diệt các tế bào u ác tính. Trong thời gian điều trị 48 giờ, lectin giúp ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư tới 75%. Giảm cân hiệu quả. Đậu bắp có chứa chất xơ giống như mướp nên có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Khi ăn đậu bắp, bạn sẽ giảm được nguy cơ ăn vặt, nhất là ăn vặt vào bữa tối. Do vậy, bạn sẽ không phải lo đến khả năng ăn quá calo cho phép. Tốt cho thận. Với tác dụng lợi tiểu, nếu ăn đậu bắp hàng ngày sẽ giúp cơ thể giải độc thận và giúp bạn giảm cân nhờ đào thải được một lượng nước dư thừa. Đây cũng là một vũ khí tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để loại bỏ tình trạng đầy hơi. Hỗ trợ khả năng sinh sản và sức khỏe khi mang thai. Hàm lượng folate trong đậu bắp cao là yếu tố đặc biệt quan trọng mà bạn nên cân nhắc khi muốn bổ sung vào chế độ ăn uống trước khi thụ thai, vì nó làm giảm tỷ lệ dị tật ống thần kinh ở con. Tương tự như vậy, ăn nhiều folate trong thời kỳ giúp hỗ trợ một người mẹ và em bé khỏe mạnh. Giảm bệnh hen và ngừa bệnh táo bón. Các chuyên gia cho biết, ăn đậu bắp giảm nguy cơ lên cơn hen ở những người mắc bệnh hen suyễn. Hàm lượng chất xơ có trong đậu bắp kích thích nhu động ruột, qua đó ngừa táo bón. Tốt cho người bị tiểu đường. Đậu bắp còn hữu ích cho bệnh nhân tiểu đường vì nó giữ ổn định lượng đường trong máu. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cát Lâm và Đại học Cát Lâm Trung Quốc, ăn đậu bắp cải thiện chức năng thận ở bệnh nhân tiểu đường. Bên cạnh đó, các đặc tính kháng khuẩn của đậu bắp giúp các cơn ho và giảm đau họng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chanh dây, nguy hiểm chết người khi bạn còn ăn theo cách này. Chanh dây rất được ưa thích, không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn bởi những lợi ích tốt cho sức khỏe. Nhưng bạn cũng cần biết rằng, nếu dùng chanh dây sai cách, sẽ dẫn đến chết người. Xuất hiện ở nước ta vào khoảng đầu thế kỷ 20, có nguồn gốc từ Brazil. Chanh dây là một loại trái cây vừa có công dụng giải khát cực tốt, vừa chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm các loại axit amin như arginine, glycine, leucine, prolin, tyrosine, treonin, valin và chất béo, chất xơ, protein, canxi, phốt pho, sắt, carotin, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3. Đặc biệt, chanh dây hay còn có tên gọi khác là chanh leo, dùng rất tốt cho người bị suy nhược cơ thể, nữ giới thường bị đau bụng kinh và phụ nữ mang thai giai đoạn đầu. Đồng thời,
Như đã biết, chanh dây là nguồn cung cấp vitamin C và vitamin A vô cùng dồi dào với các công dụng như chống oxy hóa mạnh mẽ, ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư, ngăn ngừa nhiễm trùng, chữa thiếu máu, cải thiện thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch, duy trì khả năng của hệ thống miễn dịch, điều trị các vấn đề tiêu hóa và những bệnh liên quan đến dạ dày, đẩy lùi căn bệnh táo bón, giảm các triệu chứng viêm xương khớp, giúp thư giãn và làm giảm bệnh mất ngủ, thúc đẩy sự phát triển của thai nhi trong giai đoạn đầu thai kỳ. Ngoài ra, tinh dầu chiết xuất từ hạt chanh dây còn có tác dụng làm đẹp hiệu quả, giúp làn da sáng hơn, không còn bóng nhờn, cân bằng độ ẩm, trị mụn và chống viêm da. Để chanh dây không gây ra tác dụng phụ nào, liều dùng an toàn cho sức khỏe của bạn là 1-2 quả chanh dây mỗi ngày và pha chế thành 1-2 ly. Xin nhắc bạn một số tác hại nghiêm trọng khi dùng chanh dây quá nhiều. Uống nước chanh dây quá nhiều và liên tục sẽ khiến bạn mệt mỏi, chóng mặt hay thậm chí là ngất xỉu. Nuốt một số lượng lớn hạt chanh dây cùng lúc và thường xuyên sẽ khiến hệ tiêu hóa của bạn không xử trí kịp. Về lý thuyết, sẽ dẫn đến bệnh viêm ruột thừa, hoặc viêm túi thừa, ruột già, và nếu không phát hiện kịp thời thì cực kỳ nguy hiểm. Dùng chanh dây khi đang sử dụng thức an thần hoặc thuốc kháng sinh có chứa chất histamin E sẽ làm tăng mức độ buồn ngủ, rất nguy hiểm nếu bạn đang phải di chuyển trên đường. Nếu để chanh dây tương tác với thuốc chống đông có trong cơ thể sẽ làm tăng nguy cơ chảy máu, dễ dẫn đến nguy hiểm tới tính mạng. Đối với cơ địa nhạy cảm, chanh dây có thể gây ra những hiện tượng dị ứng trên da như nổi mề đay, phù mạch máu, khó thở và lên cơn hen suyễn. Tuyệt đối không để người bị loét dạ dày dùng chanh dây, vì loại trái cây này chứa nhiều axit hữu cơ và khiến nguy cơ xuất hiện sỏi thận tăng lên. Không nên để phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú uống chanh dây với số lượng nhiều để tránh các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Chắc chắn bạn phải đến gặp bác sĩ ngay nếu thấy cơ thể có một trong các triệu chứng trên sau khi dùng chanh dây. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cô bán sầu riêng 12 năm, chỉ cách phân biệt sầu riêng hóa chất cực chuẩn. Ai không biết thì tiếc cả đời. Chuyện là thế này các mẹ ạ, à. Em là em thích ăn sầu riêng lắm. Chỉ nghĩ tới vị thơm ngon béo ngậy của sầu riêng là em đã chịu không nổi rồi. Hồi trước, lúc còn ở nhà, cứ đến mùa sầu riêng là em lại được về vườn nhà ông ăn thỏa thích. Phải nói là sầu riêng miền Tây quê em ngon hết ý ạ, à. Thế nhưng mấy năm nay, do em lên Sài Gòn học rồi đi làm, cứ mỗi lần tới mùa sầu riêng là thèm chảy nước miếng luôn mà chẳng dám mua ăn. Tại em thấy mấy bài báo đăng tin sầu riêng bị ngâm thuốc nên em sợ quá ạ. Lần trước em cũng liều màng mua về một trái rồi ăn và kết quả là bị tào tháo rượt cả đêm. Giờ cứ mỗi lần đi ngang mấy hàng sầu riêng là em cầm lòng không được, nhưng mà nhớ lại cái vụ lần trước nên chừa. Cho đến mấy hôm trước đang đi làm về thì em chợt nghe mùi sầu riêng thoang thoảng đâu đó. Thì ra đường em đi làm về hàng ngày là đi ngang một khu chợ trái cây nên bị dính mùi sầu riêng là phải rồi. Dừng xe lại quan sát xung quanh thì em mới thấy hàng sầu riêng của một cô bán gần đó. Thèm quá chịu không nổi, em đánh liều đến mua đài. Vừa bước xuống xe đến lựa là cô bán hàng đã cười niềm nở với em rồi. Ấy vậy mà em cứ lựa hoài nhưng không dám mua, cứ sợ sợ sao đó à. Hết xem cuốn lại xem vỏ sầu riêng xem thế nào. Thấy em lựa lâu quá nên cô bán hàng cũng xin nghi hay sao ấy. Chắc cô cũng hiểu được em đang lo lắng chuyện gì nên tươi cười bảo với em. Còn sợ sầu riêng cô bán không đảm bảo chất lượng đúng không? Nếu vậy thì cứ để cô chỉ cho cách phân biệt sầu riêng ngâm thuốc với sầu riêng chín tại vườn nhé. Cô chỉ con để con biết, chứ đó giờ cô bán sầu riêng ở đây cũng được 12 năm rồi. Cô không có làm mấy chuyện thất đức vậy đâu. Nghe cô nói, em ngượng ngùng vô cùng các mẹ ạ, à. Chỉ biết nhìn cô cười trừ luôn. Xong rồi cô chỉ em cách phân biệt sầu riêng chín tự nhiên và sầu riêng ngâm hóa chất như thế này nè các mẹ. Cô nói, với sầu riêng chín tự nhiên, ấn nhẹ vào cuốn sẽ cảm giác cuốn ướt, thậm chí vẫn còn nhựa chảy ra và tươi, gai mới, xanh cứng. Còn sầu riêng ngâm hóa chất thì ngược lại,
Cụ thể, cô bảo dấu hiệu để nhận biết sầu riêng bất thường là như thế nào ạ? Về gai và cuốn, nếu là sầu riêng được ép chín bằng thuốc, thông thường người ta sẽ hái quả xanh trên cây rồi mang về giấm thuốc. Do để lâu hơn nên quả hay bị héo, thối hạt rụng gai, bị bầm dập và màu sạm đi. Trong khi đó, với sầu riêng chín tự nhiên, khi dùng ngón tay ấn nhẹ vào cuốn sẽ có cảm giác cuốn ướt, thậm chí vẫn còn nhựa chảy ra và tươi. Các gai trong cũng tươi mới, xanh cứng. Trên bề mặt vỏ, với những quả có khe nước, khi ấn tay vào sẽ thấy thịt quả cứng như đá và tay sẽ có màu vàng như vừa sờ vào thuốc nhuộm thì là sầu riêng ngâm hóa chất. Sầu riêng chín tự nhiên có phần mềm thịt hơn. Về muối sầu riêng, với sầu riêng chín tự nhiên sẽ dễ dàng tách rời được các muối. Các muối màu vàng óng, béo ngậy và thịt sầu riêng rất dễ mềm. Ngược lại, sầu riêng chín ép bằng hóa chất rất khó để tách muối. Muối màu vàng nhợt, ăn rất nhạt. Đồng thời thịt sầu riêng cũng bị sượng hơn. Về mùi vị, sầu riêng bị ngâm hóa chất khi chín không có mùi thơm nồng đặc trưng, đôi khi không có mùi. Trái sầu riêng chín cay tự nhiên thì có mùi thơm nước mũi, đi từ xa vẫn có thể ngửi thấy được. Ngoài ra, với những quả có khe nước, khi ấn tay vào sẽ thấy thịt quả cứng như đá và tay sẽ có màu vàng như sờ vào thuốc nhuộm thì không nên mua. Đó thường là những quả còn non hoặc bị sượng. Bên cạnh đó, để chọn sầu riêng ngon thì nên chọn quả có gai nở to đều, cứng chắc và ít nhọn. Khi bóp hai gai gần nhau lại với nhau, quả non thì gai sẽ mềm, quả già thì gai cứng. Chị dẫn tận tình cho em cách phân biệt sầu riêng ngâm thuốc, rồi cô còn tốt bụng chỉ cho em sầu riêng ngon nữa. Tại cô bảo nhìn em còn trẻ quá, chắc là sinh viên nên chưa có kinh nghiệm mấy vụ này đâu. Cô bảo để chọn sầu riêng ngon phải chú ý những điều sau đây. Hình dáng, trái sầu riêng nào có hình dạng không đẹp mã thì thường ít hỏng và chất lượng cũng ngon hơn trái sầu riêng to tròn, nhìn bắt mắt. Điều này nhiều người không có kinh nghiệm thường mắc phải, bởi thường thấy quả to và bắt mắt là lấy ngay. Cuốn, càng để lâu thì cuốn càng teo lại. Do đó, khi mua, bạn nên chọn những trái cuốn đừng quá héo vì trái đó chắc chắn là lâu rồi. Thông thường với loại trái cây để lâu ngày, người bán sẽ cắt bớt phần đầu đen của nó khiến người mua tưởng là mới hái. Gai, nở to đều, ít nhọn, cứng chắc. Bóp hai đầu gần nhau lại với nhau, nếu quả nào già thì gai cứng, quả non, gai sẽ mềm. Nói xong một tràng cho em nghe, mặc cho em đang còn ngơ ngác tiếp nhận quá nhiều thông tin xa lạ, thì cô đã nhanh tay cầm trái sầu riêng trước mặt em lên, dùng một thanh dài gõ vào vỏ. Xong cô bảo, đấy còn có nghe thấy tiếng bịch bịch hay bột bột không? Em lắng tai nghe cô làm lại lần nữa, thì đúng là nghe tiếng bịch bịch thiệt. Rồi cô bỏ trái sầu riêng xuống và bảo, nghe thấy tiếng vậy thì chứng tỏ là sầu riêng ngon đó. Còn chừng nào con nghe chắc cứng như cong cong hay bong bong thì con nên đổi trái khác vì trái đó không ngon đâu. Nghe cô nói xong, em lấy một trái gõ gõ thử rồi quan sát xem mấy dấu hiệu cô vừa chỉ ở trên, cuối cùng quyết định mua một trái to luôn. Bữa đó mang về nhà, mở ra lấy ruột làm sinh tố uống ngon hết ý luôn ạ. Thiệt, không nhờ cô bán hàng tốt bụng, chắc em nhịn thèm sầu riêng đến chết luôn. Đấy, một số kinh nghiệm mà cô bán sầu riêng lâu năm nói cho em biết. Em thấy hay quá, giờ chia sẻ để các mẹ biết cách phân biệt sầu riêng chín tự nhiên và sầu riêng ngâm thuốc ạ. Chúc các mẹ lựa chọn sầu riêng thành công nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mỗi sáng là một ly nước để tăng cường sức đề kháng, khiến cô gái trẻ phải chạy thận cả đời. Viên sủi C, vitamin C là một loại dạng thuốc đang được dùng phổ biến hiện nay và bán tràn lan ở tất cả các nhà thuốc mà không cần kê đơn. Cảm, ho, sổ mũi, nhiệt miệng, mệt mỏi trong người, tất tần tật đều dùng tới loại thần dược này. Thậm chí, con em họ em mỗi ngày đều pha vài viên vào chai nước mang đi học như một loại nước uống giải khát. Rất nhiều lần em ngăn nó đừng làm như vậy nữa vì dùng viên sủi quá liều có thể gây loét dạ dày và bị sỏi thận. Nhưng nó không nghe lời, còn cãi lại, chị thì biết gì.
Chị không thấy em uống cả năm nay rồi, mà có sao đâu. Chẳng những thế, da dẻ còn đẹp hơn, người khỏe hơn, thon thả hơn. Chị không biết, chứ từ ngày em uống thuốc này, ai cũng khen em xinh đẹp hơn trước. Nghe nó nói mà em bực mình, đúng là điếc không sửa súng. Đùng một cái, một hôm em đang làm việc, thì bạn học nó báo, nó phải vào viện cấp cứu vì bị suy thận cấp. Ba chàng bóng cản em chạy vào viện, sau khi đã báo tin cho cậu mợ em là bố mẹ em họ. Vào viện thấy nó mà em xót, đủ thứ dày lùng bùn trên người. Nó nằm thiêm thiết, mặt tái nhợt, nó đang phải chạy thận. Khi bác sĩ điều trị yêu cầu gặp người nhà, em bàng hoàng khi nghe bác sĩ nói nó sẽ phải chạy thận, nhưng thời gian bao lâu thì chưa nói trước được. Nghĩ tới cậu mợ ở quê cày mửa mật trên thửa ruộng, chắc chiều từng đồng lo cho nó ăn học. Bây giờ thế này, đã vậy ai cũng biết chạy thận tốn kém thế nào, không biết cậu mợ sống sao đây, rồi tương lai của nó, mọi thứ gần như chấm hết. Bởi vậy, thuốc thang là không được dùng tràn lan đâu các mẹ. Người ta bán tràn lan thì kệ người ta, mình phải biết tự bảo vệ sức khỏe của mình. Đâu phải cứ thuốc bổ là uống kiểu gì cũng bổ. Không nghe Phó Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai nói à, nghiện xê sủi sẽ dẫn đến tình trạng thừa vitamin C, tăng hấp thu canxi từ đường ruột vào, dẫn đến trong máu cao gây sỏi thận. Và từ sỏi thận, nếu không chữa trị kịp thời, sẽ dẫn đến suy thận cấp. Tất cả các loại xê sủi đều chứa hàm lượng vitamin C cao, vì vậy có thể làm tăng hàm lượng axit trong dạ dày, ăn mòn dạ dày. Về lâu dài, có thể gây viêm loét dạ dày và làm tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn ở những người có tiền sử bệnh. Những đối tượng tuyệt đối không được uống xê sủi. Người bị huyết áp cao. Do trong các loại thuốc viên dạng sủi, trong đó có xê sủi đều chứa natri, muối, mà người bị huyết áp cao phải kiêng muối, tác nhân khiến huyết áp tăng. Người bị bệnh thận. Natri là một trong những thành phần của sỏi thận. Nếu natri tăng thì sẽ tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Mặt khác, với người bị bệnh thận, các chức năng của thận suy giảm. Khi nồng độ natri tăng sẽ tăng áp lực cho thận, làm bệnh thêm trầm trọng và có thể biến chứng nguy hiểm. Ngoài ra, vitamin C liều cao có thể cản trở quá trình làm loãng máu của aspirin, của các loại thuốc chống đông máu như warfarin hoặc heparin và các loại thuốc kháng tiểu cầu như clopidogrel. Vitamin C cũng có thể ảnh hưởng đến lượng đường huyết. Những người dạng dùng insulin hoặc các loại thuốc của bệnh nhân tiểu đường, đường uống nên được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ khi sử dụng vitamin C. Lưu ý, khi sử dụng vitamin C, không nên uống gần thời gian uống thuốc tránh thai vì nó làm giảm tác dụng của thuốc tránh thai. Về liều lượng, chuyên gia khuyến cáo, với người lớn, mỗi ngày dùng dưới 2 gram trong thời gian ngắn, khoảng tháng trở lại thì không gây nguy hiểm. Với trẻ con, dưới từ 5 tuổi trở lên, ngưỡng hoàn toàn là 1 gram trên ngày. Trẻ dưới 5 tuổi chỉ được dưới 500mg trên ngày. Nếu người dùng bổ sung ngắn hạn dưới 3 tháng, có thể không cần tư vấn, nhưng từ 3 tháng trở lên, nhất thiết phải có chỉ định từ bác sĩ. Phó Giáo sư Dũng cho rằng, nếu người sức khỏe bình thường, không cần thiết bổ sung. Trường hợp bệnh nhân thiếu máu, suy dinh dưỡng, ung thư, ngộ độc mãn, ăn kém thì mới bổ sung vitamin C. Khi bổ sung cần cân nhắc khối lượng, vì trong nhiều thực phẩm chức năng của vitamin tổng hợp và khối lượng có thể dao động sai số rất cao. Không như dược phẩm, nên cẩn trọng tránh bị thừa. Người bổ sung vitamin C không uống lúc đói. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nguy hại chết người, không ngờ từ mướp đắng bạn phải biết. Mướp đắng tuy là món ăn được nhiều người ưa chuộng, nhưng nếu sử dụng không đúng cách sẽ gây nên những nguy hại khôn lường cho sức khỏe. Từ lâu trong lịch sử, mướp đắng đã được sử dụng như một loại thực phẩm trong văn hóa ẩm thực Việt Nam. Mướp đắng được tìm thấy ở nhiều vùng nhiệt đới trên khắp thế giới. Tuy nhiên, mướp đắng chống chỉ định nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú. Hạt mướp đắng có thể gây ra độc tính đối với trẻ em.
mướp đắng chống thụ thai. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một protein trong cây mướp đắng có hoạt tính chống sinh sản ở chuột đực. Uống cao quả mướp đắng 1,7g trên ngày làm tinh hoàn chó đực bị thương tổn và giảm khả năng sinh tinh trùng. Ở chuột cái, tác dụng chống khả năng thụ thai thượng nghịch. Chuột và thỏ có thai bị xuất huyết tử cung khi uống nước mướp đắng. Thiếu máu tàn huyết. Đây cũng là một trong những ảnh hưởng tiêu cực mà mướp đắng có thể gây ra. Những triệu chứng thường gặp của bệnh này bao gồm hôn mê, đau bụng, đau đầu và sốt. Bệnh thiếu máu tàn huyết là kết quả của việc thiếu hụt máu do các enzyme không hoạt động được như bình thường. Khi bạn tiêu thụ quá nhiều mướp đắng, lượng độc tố trong loại rau này sẽ có tác dụng đến chức năng của các enzyme gây hại cho sức khỏe. Tăng men gan. Mướp đắng có thể độc hại cho tế bào gan ở thú vật. Enzyme gan tăng cao sau khi dùng mướp đắng. Các chất trong mướp đắng có khả năng thay đổi hình dáng tế bào gan. Hạt mướp đắng chứa một chất tên dioxin là một độc tố có khả năng gây ngộ độc tầm đầu. Một hội chứng cấp tính gồm nhức đầu, đau thắt bụng và hôn mê. Ngay cả khi mướp đắng trồng ở những vùng thổ nhưỡng khác nhau, thì thành phần trong quả cũng có tỷ lệ và sự có mặt của các vi chất khác nhau. Do đó, nếu cây trồng trên vùng đất có nhiễm kim loại nặng, rất có thể trồng quả mướp đắng trồng loại vùng này bị nhiễm kim loại nặng mà gây độc cho cơ thể khi chúng ta ăn nó. Ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Không chỉ gây khó tiêu, phần ruột và hạt bên trong trái mướp đắng còn chứa nhiều thành phần độc tố gây hại cho sức khỏe của trẻ em. Chính vì vậy, bạn không nên cho trẻ em ăn những món chế biến từ khổ qua. Nếu muốn thay đổi khẩu vị cho bữa cơm thường ngày, cần trụng, chần, khổ qua qua nước sôi trước khi chế biến, nấu nướng. Người không nên ăn mướp đắng. Người bị bệnh về gan và thận cần tránh ăn mướp đắng vì chúng rất khó tiêu hóa, có thể gây đầy hơi. Những người bị thiếu men G6PD, loại men có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa của tế bào hồng cầu, nên tránh xa loại rau có vị đắng này. Mướp đắng có thể độc hại cho tế bào gan ở thú vật. Enzyme gan tăng cao sau khi dùng mướp đắng. Các chất trong mướp đắng có khả năng thay đổi hình dạng tế bào gan. Hạt mướp đắng chứa một chất tên dioxin là một độc tố có khả năng gây ngộ độc tầm đầu. Một hội chứng cấp tính gồm nhức đầu, đau thắt bụng và hôn mê. Người mắc bệnh tiêu hóa. Việc ăn mướp đắng hàng ngày rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ăn quá nhiều có thể dẫn đến tiêu chảy và các vấn đề về dạ dày. Mướp đắng có thể độc hại cho tế bào gan ở thú vật. Enzyme gan tăng cao sau khi dùng mướp đắng. Các chất trong mướp đắng có khả năng thay đổi hình dáng tế bào gan. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính hay còn gọi là bột ngọt giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamic, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nhi Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng, dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cực lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra,
Những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa. Người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn. Còn với trẻ em, ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bọt và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mặt trái nguy hiểm không ngờ của nước dừa. Tuy nước dừa rất bổ dưỡng, nhưng nếu lạm dụng sẽ đem lại tác hại cho cơ thể. Nước dừa là loại nước uống tự nhiên, có tác dụng giải nhiệt vào mùa hè rất tốt. Đây là loại nước được sử dụng làm đồ uống phổ biến ở các nước nhiệt đới. Trong nước dừa chứa nhiều vitamin, khoáng chất như kali, canxi, chlorine có tác dụng bồi dưỡng cơ thể. Theo Đông y, nước dừa có tính hàn, tác dụng làm mát, giải nhiệt cơ thể. Không chỉ làm nước giải khát, nước dừa còn được sử dụng để điều trị bệnh trong một số trường hợp. Ví dụ như nước dừa có thể dùng để làm dịch truyền tại một số nước không có sẵn nước muối y khoa. Thông thường, nước dừa có thể dùng để làm nước điện giải trong trường hợp bị mất nước. Tuy nước dừa rất bổ dưỡng, nhưng nếu lạm dụng sẽ đem lại tác hại cho cơ thể. Những trường hợp lạm dụng nước dừa đem lại kết quả xấu được các nhà khoa học thống kê như sau. 1. Uống khi đi nắng về, dễ ngã bệnh. Nước dừa dù là thứ nước dùng để giải khát, giải nhiệt, nhưng kinh nghiệm dân gian từ xưa đã đúc kết đây không phải là loại nước có thể dùng để uống khi đi nắng về. Trong dân gian có câu, đi xa ngoài nắng, về nhà đứng uống nước dừa sẽ trúng gió. Các triệu chứng thường gặp trong trường hợp này là ớn lạnh, đầy bụng, ham hấp sốt, thậm chí sốt cao. Nếu vừa thi đấu thể thao hoặc làm những công việc nặng nhọc, mất sức, nếu vội vã uống nước dừa sẽ làm cho chân tay bủn rủ, giảm sức dẻo dai và vãng xạ nhanh nhẹt. Nếu muốn giải khát bằng nước dừa, cần phải tuân thủ một nguyên tắc là ngồi nghỉ ngơi cho cơ thể hồi phục năng lượng, uống nước dừa từng chút một và không uống quá nhiều. 3. Gây hại sức khỏe nếu uống quá nhiều. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu, giám đốc trung tâm điện dẫn điều khiển liệu pháp và xoa bóp Việt Nam, nước dừa rất có hại cho sức khỏe nếu uống nhiều với lượng 3 đến 4 trái trên một ngày. Đặc biệt, với những người bị suy nhược cơ thể, huyết áp thấp, thể hàn hai lần, thì tác hại này càng rõ rệt. Chiếu theo Đông y, nước dừa thuộc âm, có tính giải nhiệt, làm mát. Nếu uống với lượng nhiều nhất định sẽ làm giảm huyết áp, mềm yếu căn cơ. Vì thế, nếu lạm dụng quá nhiều nước dừa hàng ngày sẽ làm sức khỏe suy yếu đi, huyết áp tụt xuống thấp, vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt, với những người có sẵn bệnh huyết áp thấp, cảm lạnh, thấp khớp, bệnh trĩ thì không nên dùng vì có thể đem lại những tác hại khôn lường. 3. Những người không nên uống nước dừa. Vì những hạn chế trên của nước dừa mà những đối tượng sau đây cần hạn chế uống nước dừa. Một số trường hợp cần kiêng hẳn nước dừa. Những người được bác sĩ đông y chẩn đoán là có thể tại giặc âm. Những người này thường cơ thể hơi yếu, da xanh tái, bắp thịt mềm nhão, chân tay hay lệnh, ăn uống khó tiêu, chậm tiêu, dễ bị tiêu chảy, phần mềm. Những người bị bệnh trĩ, huyết áp thấp, thấp khớp, mệt tim do lạnh là những bệnh thuộc thể hàn, nên kiêng nước dừa vì nước dừa cũng thuộc âm, tính hàn. Phụ nữ có thai 3 tháng đầu. Thông thường, phụ nữ có thai 3 tháng đầu thích uống nước dừa để con trắng trẻo. Nhưng thực tế, nước dừa chứa nhiều chất béo nên khó tiêu hóa, sẽ làm trầm trọng thêm các triệu chứng ốm ngén của phụ nữ có thai 3 tháng đầu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé! V
vì sức khỏe người Việt. Sai lầm nghiêm trọng khi ăn trứng luộc bạn phải bỏ ngay. Bạn buộc phải bỏ ngay thói quen ăn trứng luộc dưới đây nếu không muốn nguy hiểm cho sức khỏe. Trứng gà là thực phẩm được sử dụng thường xuyên trong bữa ăn của người Việt. Không chỉ thơm ngon, nó còn chứa các chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể như vitamin, chất béo, khoáng chất. Đặc biệt, trong trứng gà có nhiều protein, dưỡng chất cần thiết để cơ thể phục hồi và phát triển bình thường. Tuy nhiên, nhiều chị em nội trợ thường xuyên mắc phải những sai lầm khi chế biến và ăn trứng gà. Không ngâm trứng trong nước lã. Nhiều người sau khi luộc trứng gà thường cho chúng vào một bát nước lã để dễ bóc vỏ. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu, trứng gà tươi vốn là một lớp màng bảo vệ ở bên ngoài để ngăn chặn sự xâm nhập của các vi sinh vật. Khi luộc chín, trên vỏ trứng gà không còn lớp màng này. Vì thế, khi trứng chín được đặt trong nước lã, túi khí bên trong quả trứng có tác dụng cản trở khí lạ từ môi trường bên ngoài cũng bị phá vỡ do nhiệt độ hạ xuống đột ngột. Thời điểm này, nước và các vi sinh vật dễ dàng xâm nhập vào bên trong, khiến trứng bị mắc chất và nhanh hỏng. Ăn nhiều trứng buổi sáng. Trứng là món ăn được nhiều người yêu thích cho bữa sáng. Tuy nhiên, bạn không nên ăn quá nhiều trứng vào thời điểm này. Hàm lượng protein cao trong trứng sẽ khiến cơ thể khó hấp thụ và gây sức ép cho hệ tiêu hóa. Không ăn trứng gà luộc chưa chín để qua đêm. Theo đánh giá, các chuyên gia dinh dưỡng trứng gà để qua đêm có nên ăn hay không còn tùy thuộc vào quả trứng đó đã luộc chín hay chưa. Đối với những quả trứng luộc chưa chín hay lòng đào thì tốt nhất là không nên ăn. Bởi với trứng gà luộc để qua đêm, nhiệt độ trên 10 độ C sẽ khiến cho các vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Vì thế, khi ăn vào, các bạn có thể mắc phải các triệu chứng như đầy hơi, nóng, chướng khí, dạ dày khó chịu, thậm chí là tiêu chảy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mặt trái đáng sợ của món trứng vịt lộn bổ dưỡng. Không thể phủ nhận những công dụng của trứng vịt lộn, nhưng khi sử dụng thực phẩm này, bạn cần có hiểu biết đầy đủ về cái lợi và hại để có cách dùng, cách ăn sao cho có lợi nhất. Trứng vịt lộn được coi là món ăn bổ dưỡng có tác dụng vàng, không chỉ là thực phẩm, trứng vịt lộn còn được coi là vị thuốc bồi bổ cơ thể. Không thể phủ nhận những công dụng của trứng vịt lộn, nhưng khi sử dụng thực phẩm này, bạn cần có hiểu biết đầy đủ về cái lợi và hại để có cách dùng, cách ăn sao cho có lợi nhất. 1. Những lợi ích của trứng vịt lộn. Theo đông y, trứng vịt lộn có tác dụng tu tâm, dưỡng huyết, ích trí, giúp cơ thể nhanh tăng trưởng. Khi dùng chung với gia vị như rau răm, gừng tươi, trứng vịt lộn trở thành một bài thuốc chữa bệnh thiếu máu, suy nhược cơ thể, còi cọc, đau đầu, chóng mặt, yếu sinh lý. Theo các chuyên gia dinh dưỡng hiện đại, trong trứng lộn có chứa 13,6g protein, 12,4g lipid, 82mg canxi, 212mg phốt pho, 600mg cholesterol, 182 carbon năng lượng. Ngoài ra, trong mỗi quả trứng còn chứa rất nhiều vitamin A, tiền vitamin A, chất sắt, glucid, vitamin B1 và C. Để phát huy hết công dụng của trứng vịt lộn, người ta thường ăn kèm với rau răm, gừng tươi và một chút muối. Đây cũng chính là những vị thuốc đông y giàu dược tính. Gừng tươi có tác dụng kích thích tiêu hóa, giải độc thực phẩm, tăng cường chức năng tình dục. Trong khi đó, rau răm tính ấm, có tác dụng ấm bụng, chống đầy hơi, sát trùng, tán hàn, ích trí, mạnh gan cốt, chữa lành bụng, say nắng. 2. Tác dụng khi ăn nhiều trứng vịt lộn. Nhiều người chỉ hiểu đơn giản là ăn trứng vịt lộn quá nhiều không tốt, nhưng cụ thể không tốt như thế nào thì lại không rõ. Thực ra, nếu lạm dụng món ăn này và sử dụng không đúng cách, thì tác hại của nó không chỉ là không tốt, mà rất có hại cho sức khỏe. Gây thừa vitamin A. Ăn nhiều trứng vịt lộn và ăn một cách thường xuyên cũng khiến cơ thể bị dư thừa vitamin A. Lượng vitamin A dư thừa này sẽ tích lũy dưới da, gan và làm vàng da,
bong tróc da, ảnh hưởng xấu đến việc hình thành xương. Nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm. Trứng vịt lộn tuy giàu đạm nhưng cũng chứa nhiều cholesterol, nhất là những cholesterol xấu, góp phần gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ, bệnh gút. Những người đã có sẵn bệnh cao huyết áp, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, tim mạch, viêm gan thì càng nên hạn chế ăn trứng vịt lộn. Nếu ăn quá nhiều sẽ dẫn đến tắc nghẽn động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ, ảnh hưởng đến sinh lý. Bản thân trứng vịt lộn không làm ảnh hưởng đến chức năng sinh lý của người ăn, nhưng nếu ăn nhiều trứng vịt lộn cũng có nghĩa bạn đã tiêu thụ nhiều rau răm, loại gia vị được cho rằng làm suy yếu khả năng sinh lý của quý ông. Đông y cho rằng ăn nhiều rau răm sẽ sinh nấm rác, giảm khả năng tình dục của nam giới. Các nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy rau răm chứa một số loại tinh dầu có khả năng ức chế tình dục. Không tốt cho người tỳ vị hư, yếu. Theo đông y, trứng vịt lộn tính lành, mát. Người có tỳ vị hư, ăn vào dễ gây trì tệ. Không tiêu, gây bán buồn, ảnh hưởng không tốt đến gan, thậm chí dẫn đến nguy cơ xơ gan. 3. Ăn sao cho đúng. Nên ăn trứng vịt lộn vào buổi sáng để dạ dày có thời gian tiêu hóa hết chất dinh dưỡng có trong loại thực phẩm này. Không nên ăn vào buổi chiều hoặc tối dễ gây đầy bụng, khó chịu, không tiêu hóa được. Ăn bao nhiêu cho đủ. Trẻ em dưới 5 tuổi không nên ăn trứng vịt lộn, do hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện, dễ dẫn đến tình trạng không tiêu hóa được, ảnh hưởng tới sức khỏe. Trẻ trên 5 tuổi nên ăn 1/2 quả trứng một lần, tương ăn từ 1 đến 2 lần. Bà bầu nên ăn mỗi tuần 2 quả và khi ăn, hạn chế hoặc không ăn rau răm. Những người có bệnh cao huyết áp, tiểu đường, viêm gan, gan nhiễm mỡ, tim mạch, gút cũng nên kiêng hoặc không ăn. Nhiều trứng vịt lộn. Người gầy yếu, muốn tăng cân nên ăn nhiều trứng vịt lộn. Khi ăn nhớ kèm theo đĩa lạc hoặc một chút dầu ăn để giúp hấp thu dưỡng chất có trong trứng vịt lộn tốt hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Giáo sư khẳng định sự thật về việc uống nước đun sôi để nguội gây ung thư. Mới đây, thông tin về nước đun sôi để nguội có thể ảnh hưởng tới sức khỏe con người do nhiễm các vi sinh vật đã khiến nhiều gia đình lo lắng. Chuyên gia về thực phẩm lý giải về điều này như thế nào? Nước đun sôi có thể thiêu. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, thông tin nước đun sôi để 2 tiếng sẽ bị nhiễm độc là không có chứng cứ và khiến người dân mất niềm tin vào các thông tin sai lệch đó. Theo Phó Giáo sư Thịnh, nước đun sôi có thể được nấu từ nước tự nhiên, nước ao hồ, sông suối và nước máy đã được khử bằng calamin. Khi nấu nước, cũng như các thực phẩm khác, để nguội ra ngoài môi trường đều bị các vi khuẩn xâm nhập và gây ôi thiêu. Khi nấu nước, các vi sinh vật trong nước, trứng dùng chết đi, bị phân hủy thành chất hữu cơ và trở thành thức ăn cho vi sinh vật xâm nhập vào. Nhưng nước sôi để nguội, hàm lượng chất hữu cơ thấp hơn các loại thực phẩm như rau xanh, thịt, cá chứa, nên không bị ôi thiêu nhanh. Các thực phẩm rau, thịt, cá, nếu để ngoài môi trường, đặc biệt trời nắng như hiện nay, chỉ 5 tiếng đồng hồ là thiêu. Nhưng nước thì có thể lên đến 24 tiếng đồng hồ sau khi để nguội. Nếu nấu nước sôi để nguội bằng nước máy đã khử trùng, thì thời gian gây ôi thiêu có thể lâu hơn vì nước máy ít vi sinh vật, trứng dùng, ít chất hữu cơ để làm thức ăn cho vi khuẩn. Để nhận biết nước đun sôi bị thiêu, bạn có thể cảm nhận bằng mùi vị như các thực phẩm khác. Nhưng theo Phó Giáo sư Thịnh, nước an toàn nhất vẫn là 24 giờ sau khi nấu.
Còn thông tin để nguội sau 2 tiếng nhiễm độc là không đúng, bởi vi khuẩn xâm nhập vào nước đun sôi để phát sinh vi sinh vật gây độc cho con người cần nhiều thời gian chứ không phải 2 tiếng. Nhược điểm của nước đun sôi để nguội và nước qua máy lọc. Theo Phó Giáo sư Thịnh, hiện nay có nhiều công nghệ lọc nước và người dân mua về lọc uống thay vì đun sôi, làm chín nước bằng nhiệt như trước. Mỗi biện pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm, nhưng cân nhắc về mặt thực phẩm, nước đun sôi để nguội vẫn tốt hơn. Nguồn nước đun sôi để nguội, nếu không an toàn, có thể nhiễm các ion kim loại nặng như chì, thủy ngân. Khi nấu lên, không tốt cho cơ thể. Hơn nữa, khi nấu sôi bằng nhiệt, oxy trong nước giảm đi, uống vào có thể gây đầy bụng. Phó Giáo sư Thịnh giải thích, bởi vì trong hệ thống đường ruột của chúng ta luôn có lớp vi sinh vật hoạt động giúp cho hệ tiêu hóa và chúng tồn tại được nhờ vào lượng oxy từ nước và thức ăn khác. Khi nước đun sôi bị bốc hơi, oxy bị bay đi, uống nước đó làm cho vi sinh vật không có oxy và chết đi gây đầy bụng. Do đó, nên nấu xong để nguội tầm 1-2 tiếng sau để oxy trong không khí bão hòa vào nước đó, khi đó uống là tốt nhất. Còn với nước lọc RO, Phó Giáo sư Thịnh cho biết, đây là lọc qua các hệ thống màng lọc để loại bỏ các vi khuẩn, chất rắn, các ion kim loại nặng. Nhược điểm của nước lọc RO là quá tinh khiết, không còn tự nhiên nữa. Cơ thể con người cần lượng khoáng chất cần thiết để hoạt động thông qua việc uống nước hàng ngày. Nhưng khi ta sử dụng nước lọc thì lượng khoáng này đã bị loại bỏ, gây nên tình trạng thiếu các khoáng chất cho cơ thể như sắt, kẽm. Nếu lạm dụng sử dụng bằng nước RO từ nước uống đến nước nấu nướng thì trong thời gian ngắn chúng ta mắc bệnh thiếu vi chất, thiếu khoáng chất, thiếu cân bằng điện giải. Sử dụng nước nào cũng có ưu và nhược điểm của nó, nhưng Phó Giáo sư Thịnh cho biết người dân vẫn theo truyền thống nấu nước để nguội uống và lý tưởng nhất vẫn là nguồn nước an toàn đun sôi để nguội uống trong ngày như các thực phẩm khác. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ghê rợn những căn bệnh đáng sợ từ việc ăn thịt chó. Rất ít người nghĩ đến việc đằng sau những món ăn được chế biến từ thịt chó đầy sức hấp dẫn kia là hàng ngàn nguy cơ rất kinh khủng cho sức khỏe. Những ngày qua, người tiêu dùng vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước sự phù phép thịt lợn chết, hôi thối thả trôi nổi trên sông được mang về chế biến thành lợn đặc sản ở Vĩnh Phúc. Thì chiều ngày 14 tháng 11, Công an thành phố Huế lại phát hiện hàng loạt hàng lậu cùng với hơn 3 tạ thịt chó đã bốc mùi hôi thối, nổi mốc đang vận chuyển vào thành phố làm mồi nhậu. Theo đó, lực lượng cảnh sát kinh tế kiểm tra xe khách 51B02179 tuyến Sài Gòn Hà Nội do tài xế là ông Lê Văn Đoán, sinh năm 1974, trú tại Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội vận chuyển thì phát hiện trên xe có chứa 3 bao tải quần áo vải có trọng lượng 250kg, 114 con ống nhựa, máy móc, thiết bị và phụ tùng các loại không có hóa đơn chứng từ. Qua kiểm tra, phát hiện có 3 thùng hàng bên trong có hơn 3 tạ thịt chó, nguyên con chưa qua kiểm dịch, không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối. Như chúng ta đã biết, thịt chó là món ăn truyền thống của người Việt. Vào dịp cuối năm, loại thực phẩm này được tiêu thụ ngày càng lớn. Do đó, việc trà trộn thịt chó dài, chó chưa được kiểm dịch, chó ôi thối là rất dễ xảy ra, gây ra những bệnh nguy hiểm cho con người. Thịt chó bán từ hàng quán thường được lấy ở nhiều nguồn, trong đó một số lượng không nhỏ là do những tay trộm chó cung cấp. Điều này có lẽ không cần phải chứng minh, vì trộm chó đang là vấn nạn ở các vùng nông thôn, kéo theo hàng loạt những hệ lụy và hiện đang là vấn đề nổi cộm của xã hội. Tuy nhiên, điều cần quan tâm là lượng chó nguyên liệu do các đối tượng này cung cấp phần lớn là được đánh bằng bã chó cực độc, khiến cho thịt chó cũng bị nhiễm một lượng độc chất không nhỏ. Loại thuốc này các đối tượng trộm chó sử dụng thường là thuốc cực độc do Trung Quốc sản xuất. Sau khi ăn vào, chó chết ngay tại chỗ và lượng thuốc độc tồn tại trong cơ thể sẽ gây nguy hại cho con người nếu ăn phải loại thịt chó này. Đã có trường hợp một bệnh nhân nam vào cấp cứu tại Viện Huyết học, truyền máu trung ương trong tình trạng chảy máu nhiều bộ phận, không thể cầm.
Theo chẩn đoán, bệnh nhân bị rối loạn đông máu nhưng lại không có tiền sử về bệnh này. Tuy nhiên, trước đó bệnh nhân đã ăn thịt chó. Các bác sĩ cho rằng con chó mà bệnh nhân ăn có thể đã bị trúng bã chó. Chính chất chống đông trong bã chó, bã chuột là nguyên nhân gián tiếp làm bệnh nhân bị ngộ độc, máu chảy không cầm được. Nguy cơ nhiễm ấu trùng sán dại chó. Theo lời kể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Đề, nguyên chủ nhiệm bộ môn ký sinh trùng trường Đại học Y Hà Nội, ông từng gặp một bệnh nhân nhập viện vì có khối u khổng lồ ở phổi. Đáng sợ là trong khối u đó chứa hàng ngàn đầu sán đang ngoe ngoải. Kết quả xét nghiệm khẳng định đây là loại sán dại chó. Việc lây nhiễm sán dại chó và ấu trùng sán dại chó cực kỳ nguy hiểm. Ở mắt, chúng gây mù. Ở não, dây thần kinh chúng chèn ép gây chứng điên loạn. Tại gan, lách, phổi, ấu trùng tạo nhiều u nang làm cho các cơ quan này suy yếu hoặc làm người bệnh tử vong do nhiễm trùng. Loại sán này có thể tìm thấy ở một số thú nuôi, trong đó có chó, những bào nang ấu trùng ký sinh trong thịt chó. Vì vậy, khi ăn thịt chó có ấu trùng sán, rất có thể chúng ta sẽ bị nhiễm loại sán này. Khi vào cơ thể, ấu trùng nang sán thường cấu kết thành dạng u, bướu. Khi khối u, bướu đạt đến đường kính từ 1 đến 7cm, nghĩa là cơ thể bạn đang chứa trên 2 triệu đầu sán, một con số thật kinh khủng. Khi còn ở dạng bướu, bướu này có thể tràn vào ống dẫn mật, gây ra bệnh vàng da ở người. Khi bướu vỡ, các đầu sán di chuyển lên não, lách, thận, gan, phổi, gây ra hàng loạt bệnh như xốc xương, giòn xương, tiểu máu, đau lưng, tổn thương tủy sống, nhiệt độ cơ thể tăng giảm bất thường, rối loạn tiêu hóa, khó thở, tim tái, hôn mê. Nếu chất dịch trong bướu vào máu có thể gây sốc phản vệ. Khi bị nhiễm ấu trùng sán dại chó, người bệnh sẽ có các hiện tượng như dị ứng, mẩn hứa, mề đay, lên cơn hen suyễn, khó thở, nấm tóc, nấm phổi. Nguy cơ xơ gan, suy thận. Theo đông y, thịt chó giàu đạm, có tính nhiệt. Ăn nhiều thịt chó thường gây nóng trong, chướng bụng, ẩm ạch, khó tiêu. Chính vì thế, nếu ăn nhiều thịt chó thì chất đạm không được tiêu hóa hết. Gan thận làm việc quá tải, dẫn đến các bệnh như gút, bệnh về gan, thận. Đã có trường hợp bệnh nhân nhập viện vì mắc bệnh xơ gan, suy thận. Sau khi tiến hành xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán là do người bệnh ăn quá nhiều thịt chó trong suốt 15 năm dẫn đến lượng đạm không được tiêu thụ hết và gây ra bệnh. Nguy cơ nhiễm virus bệnh dại. Đây là một nguy cơ ít người nghĩ đến nhất, nhưng lại hoàn toàn có thể xảy ra cho người ăn thịt chó. Bác tuổi trẻ từng dẫn lời của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, kể về một trường hợp bệnh nhân không bị chó dại cắn nhưng lại mắc bệnh dại. Nguyên nhân là vì người đó đã ăn tiết canh chó và con chó này đã mắc bệnh dại. Ngoài ra, kể cả những con chó đã được tiêm phòng không có khả năng gây tử vong thì người thường xuyên ăn thịt chó vẫn có khả năng bị tổn hại về sức khỏe. Lý do bởi vaccine phòng dại ở chó được chích mỗi năm để tiết kiệm giá thành. Đa số vaccine dại cho chó hiện hành đều là chế phẩm từ virus dại, sống giảm độc lực. Chính vì vậy, dư lượng vaccine trong thịt chó theo biểu đồ tích lũy trong một con chó 3-4 tuổi đủ sức gây yếu liệt thần kinh trung ương của người ăn theo thời gian. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Những tác dụng của lá sen khô mà bạn không thể bỏ qua. Lá sen khô từ lâu đã được sử dụng trong nhiều bài thuốc giúp chữa bệnh hiệu quả. Lá sen khô từ lâu đã được sử dụng trong nhiều bài thuốc giúp chữa hiệu quả các căn bệnh nguy hiểm. Cùng tìm hiểu những công dụng của lá sen khô và cách sử dụng đúng loại lá này nhé. Lá sen là loại lá rất quen thuộc ở Việt Nam, nhưng không phải ai cũng biết lá sen khô có tác dụng gì. Từ xưa, lá sen đã được sử dụng rất nhiều với các mục đích khác nhau trong cuộc sống. Người ta dùng lá sen để ướp chè, gói xôi, bọc cốm, đun nước tắm. Ngoài ra, lá sen còn được phơi khô để sử dụng như một bài thuốc giúp chữa nhiều căn bệnh nguy hiểm. Tác dụng của lá sen khô đã được nghiên cứu và khẳng định mang lại hiệu quả thực sự đối với sức khỏe.
Những tác dụng của lá sen khô. 1. Trị máu hôi sau khi sinh. Máu hôi sau sinh là tình trạng sản dịch có mùi hôi khó chịu. Điều này thường khiến các sản phụ rất lo lắng. Để khắc phục, hãy sử dụng lá sen khô theo cách sau. Dùng 20-30g lá sen khô đem tán nhỏ, hòa với nước uống. Hoặc cho lá sen khô vào sắc với 200ml nước, lấy 50ml nước lá sen cô đặc, uống ngày một lần. Ngoài bài thuốc từ lá sen khô, mẹ có thể áp dụng thêm cách làm sạch sản dịch sau sinh bằng rau ngót để tăng thêm hiệu quả. 2. Trứng mất ngủ. Không chỉ hạt sen mà lá sen khô cũng có tác dụng chữa mất ngủ rất hiệu quả. Bạn chỉ cần dùng 30g lá sen khô đem hãm với nước sôi thành nước uống. Ngày uống nhiều lần thay cho nước trà sẽ có tác dụng rất hiệu quả. 3. Lá sen khô chữa bệnh sốt xuất huyết. Đây cũng là một tác dụng của lá sen khô. Để có bài thuốc chữa sốt xuất huyết từ lá sen khô, bạn chuẩn bị những nguyên liệu sau. Lá sen khô 30g, ngót sen hạt cỏ nhỏ nồi 40g, rau má 30g, hạt mã đề 20g. Cho hết các nguyên liệu trên vào ấm, thêm nước sắc thành thuốc, ngày uống một thang như trên. Nếu xuất huyết nặng hơn, có thể tăng lượng lá sen lên 50-60g. 4. Chữa chảy máu cam, tiêu chảy ra máu. Lá sen khô cũng được dùng làm bài thuốc chữa chảy máu cam hay tiêu chảy ra máu hiệu quả. Chuẩn bị lá sen khô 40g, rau má 12g. Cho hai nguyên liệu này vào ấm, thêm 400ml nước sắc thành 100ml thuốc, chia làm 2 lần uống trong ngày. 5. Chữa ho, non ra máu. Để dùng lá sen khô chữa chứng ho, non ra máu, cần làm như sau. Chuẩn bị lá sen 30g, ngót sen 30g, sinh địa 30g, trắc bá 20g, ngải cứu 20g, đem thái nhỏ, phơi khô rồi sắc thành thuốc uống trong ngày. 6. Chữa đau mắt. Lá sen khô cũng được dùng để chữa đau mắt rất hiệu quả. Chuẩn bị lá sen 10g, hoa hà 10g, hoa cúc vàng 4g. Đem các nguyên liệu này sắc với nước thành nước uống ngày 2 lần. Lá sen, hoa hà mỗi vị 10g, cúc hoa vàng 4g, sắc uống còn chữa cao huyết áp. 7. Tác dụng của lá sen khô giảm cân. Một tác dụng của lá sen khô rất được ưa chuộng đó là để giảm béo. Lá sen khô đem hãm với nước uống hàng ngày không chỉ giúp giải nhiệt cơ thể mà còn kiểm soát cân nặng rất tốt. Kết hợp uống nước lá sen khô với chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý, bạn có thể giảm cân nhanh chóng. Bạn có thể tham khảo cách làm trà lá sen để thuận lợi nhất cho việc uống hàng ngày nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng của hoa 10 giờ không phải ai cũng biết. Hoa 10 giờ không chỉ đẹp, còn có rất nhiều công dụng như chữa ho, chữa bỏng nhẹ hay ghẻ lở. Chỉ cần một mồi nhỏ cắm xuống đất là đã có ngay cây cảnh quanh nhà lại có luôn vị thuốc hay. Hoa 10 giờ nở vào 10 giờ nên thường được lấy làm tên gọi. Thuộc họ rau sam, thân thảo, mọc bò cao khoảng 10-15cm, cây và lá mọng nước. Hoa 10 giờ có nhiều màu như đỏ, hồng, vàng hay trắng với quả hình cầu. Lò hoa này thường ra vào mùa hè, thu. Màu sắc vô cùng rực rỡ, bắt mắt nên hay được trồng quanh nhà để làm cảnh. Nhưng ít ai biết, ngoài mang vẻ đẹp đặc trưng, hoa 10 giờ còn có thể chữa bệnh, chữa bỏng. Theo đông y, hoa 10 giờ vị chua, tính bình, tác dụng hoạt huyết, giảm rát họng, tiêu viêm, tiêu sưng. Các bộ phận của cây đều có thể dùng làm thuốc, đặc biệt cho các trường hợp viêm họng, bỏng hay ghẻ ngứa cực hiệu quả. 1. Chữa viêm họng. Nếu bạn đang khó chịu vì chứng viêm họng, hãy thử bài thuốc từ hoa 10 giờ xem sao nhé. Nguyên liệu: 100g hoa 10 giờ, 10g lá cây rẽ quạt, 100ml nước sôi còn nóng. Cách dùng: hoa 10 giờ và lá cây rẽ quạt rửa sạch, giã nhỏ, cho nước sôi vào hòa đều rồi chắc lấy nước. Lấy nước, ngậm đều mỗi ngày 2-3 lần,
dùng liên tục trong vòng 3-5 ngày sẽ thấy ngay hiệu quả tốt. 2. Chữa bỏng nhẹ. Khi bị bỏng, việc đầu tiên bạn cần làm là ngâm ngay vết thương vào nước mát. Sau đó hái nắm cây hoa 10 giờ, không kể liều lượng, đem rửa sạch, giã nhuyễn rồi đắp lên vết thương. Lưu ý, vừa đắp vừa rửa ra liên tục cho mát. Khi nắm lá ấm dần lên, không còn mát thì thay nắm khác. Thay liên tục cho đến khi vết bỏng không còn nóng rát. Đối với vết thương nhẹ, chỗ da bị bỏng sẽ hồi sinh bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Đối với các vết bỏng sâu như bỏng thép thì chỗ da bỏng sẽ khô đi, nhưng không phồng hay đau rát. Dần dần, lớp da mới phát triển rồi lớp bỏng tự bong ra. 3. Chữa ghẻ, lỡ, ngứa hiệu quả. Đây là bài thuốc dân gian chữa ghẻ lỡ hay ngứa rất hiệu quả, giúp làm lành vết lỡ lét và giảm ngứa nhanh chóng. Dưới đây là hai bài thuốc chữa ghẻ lỡ, ngứa được lưu truyền. Bài thuốc số 1. Nguyên liệu: 100g thân lá hoa 10 giờ, 100g lá rau sam, 100g lá xoan tươi. Cách dùng: lấy hoa 10 giờ, lá rau sam, lá xoan tươi rửa sạch, giã nát rồi vắt lấy nước. Ngày 2 đến 3 lần, lấy hỗn hợp này bôi vào vùng tổn thương, kiên trì bôi liên tục khoảng 1 tuần là thấy ngay hiệu quả. Bài thuốc số 2. Nguyên liệu: 50g thân lá hoa 10 giờ, 30g lá táo, 2g muối ăn. Cách dùng: cho hai loại lá cùng muối đem giã nhỏ, lấy bã đắp vào vết ghẻ lửa, mỗi ngày thực hiện đắp thuốc 2 lần, kiên trì liên tục trong vòng 3-5 ngày là tình trạng bệnh cải thiện ngay, không lâu vết thương sẽ lành hẳn. Bạn thấy không, hoa 10 giờ không chỉ đẹp để làm cảnh, lò hoa này còn có thể chữa bỏng nhẹ cực hiệu quả, chữa ghẻ lửa, ghẻ ngứa nhanh chóng. Để trồng hoa 10 giờ cũng cực đơn giản, mùa hè chỉ cần ngắt một đoạn thân cây hoa 10 giờ dài khoảng 15cm, dăm vào đất ẩm một thời gian thôi là cây sống và phát triển nhanh chóng. Trồng ngay lò hoa này quanh nhà không chỉ tăng thêm vẻ đẹp ngôi nhà, còn chữa bệnh, thật tuyệt phải không nào? Lưu lại và sai đến mọi người về công dụng của hoa 10 giờ, không phải ai cũng biết này nha. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Năm công dụng tuyệt vời của lá chanh đối với sức khỏe. Theo đông y, lá chanh có vị cay ngọt, tính on, có tác dụng hòa đàm, trị khoái, sát khuẩn và tiêu đờm. Lá chanh có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. 1. Chữa ho do lạnh. Những trường hợp bị ho do lạnh có thể được chữa bằng lá chanh. Bạn cần chuẩn bị: lá chanh tươi 5g, gừng tươi 3g, sau đó rửa sạch tất cả các nguyên liệu. Thái gừng thành lát mỏng và sắc với 400ml nước còn 100ml. Khi uống nước này, bạn có thể cho thêm ít đường. Dùng hỗn hợp này trong 3-5 ngày, bạn sẽ thấy kết quả rõ ràng. 2. Cảm sốt không ra mồ hôi. Những người bị cảm sốt không ra mồ hôi có thể dùng lá chanh khô 30g hoặc lá chanh tươi 10g, sắc lấy nước để uống trong ngày. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng kết hợp với các loại thảo dược khác theo công thức: lá chanh 20g, lá cúc tần 15g, lá bưởi 5g, vỏ quýt 10g, sắc uống trong ngày. Bạn cần dùng vị thuốc dân gian này trong 2-3 ngày. 3. Hỗ trợ điều trị hen phế quản. Những người bị hen phế quản có thể dùng bài thuốc dân gian trị hen từ lá chanh trong khoảng 10 ngày. Theo đông y, bạn cần chuẩn bị: lá chanh khô 35g, dây tơ hồng 15g, tất cả xào vàng, sắc với 3 bát nước, lấy 1 bát, ngày uống 2-3 lần. 4. Giảm sưng đau do mụn nhọt, chưa có mủ. Lá chanh có tác dụng diệt khuẩn, tiêu đờm, nên giúp giảm sưng đau do mụn nhọt hiệu quả. Bài thuốc giảm sưng đau do mụn nhọt có công thức: lá chanh 10g, lá cây tầm xong 8g, tinh tre 10g. Bạn cần phơi khô, tán bột các loại nguyên liệu này rồi rắc lên nơi tổn thương có mụn nhọt và băng lại trong khoảng 8-10 phút, ngày áp dụng 2 lần. 5. Mát gan. Theo dân gian, lá chanh có tính on nên giúp mát gan,
bạn cần chuẩn bị lá chanh, lá gai, lá có xay, các vị đều khô, mỗi vị 12g. Sau đó sắc với 3 bát nước còn 1 bát, chia uống 2 lần trên ngày, nên uống sau bữa ăn, sáng và tối, thực hiện trong 15 ngày. 6. Nước sông giúp giải cảm, nhức đầu. Bạn có thể giải cảm, nhức đầu bằng vị thuốc dân gian, trong đó có bài thuốc lá chanh kết hợp với lá bưởi, hương nhu, cúc tằn, lá tre, mỗi vị 50g, bạc hà 20g, sả 2 củ, tỏi 3 nhánh. Tất cả rửa sạch, nấu nước xong cho ra mồ hôi. Phương thuốc này giúp kích thích mồ hôi tiết ra, giảm nhức đầu và giải cảm hiệu quả.